Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thời gian ghi danh sẽ kết thúc sớm, khám phá sự khác biệt với Brand New Day. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả một ngày sau ngày Giáng sinh và có gì lạ trên khắp thế giới. Hồi nãy trong phần tin về tài chính chúng tôi đề cập đến Hồng Kông, và đến ngày hôm nay cuộc biểu tình ở tại Hồng Kông vẫn tiếp tục, đặc biệt là họ nhắm vào những người đi mua sắm trong các khu thương mại. Dường như họ không muốn vào thời điểm mà họ đòi hỏi cái quyền độc lập riêng cho Hồng Kông, mà những người cứ đi mua sắm, cho nên họ đã tập trung vào đây. Mặc dù số người bản tin ghi nhận biểu tình ngày hôm nay, thưa quý vị, hôm nay vẫn còn biểu tình ở Hồng Kông, và họ gọi họ là shopping protest, những người đi biểu tình ở trong các khu thương mại. Và đây là những người học sinh, sinh viên, thay vì họ tập trung vui chơi ngày Giáng sinh như những người bạn, thì họ vào các trung tâm mua sắm lớn. Và cũng buồn, quý vị ha, khiến cho nhiều du khách và kể cả những người dân địa phương, có một số người họ không tham gia biểu tình, nhưng mà họ xem đó là một hiện tượng hiện nay ở Hồng Kông kéo dài hơn 6 tháng trời qua. Và vì vậy họ đi mua sắm cũng gây ảnh hưởng đến cái việc chọn lựa, bởi vì trong lúc mà mua hàng thì nghe ầm 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 ở ngoài kia, rồi lực lượng cảnh sát chống bạo động họ ập vào luôn trong trung tâm. Những hình ảnh hiếm thấy, vào Giáng sinh năm ngoái không xảy ra sự kiện này. Và đến ngày hôm nay, mặc dù bà Carrie Lam, trưởng đặc khu hành chính của Hồng Kông, đưa ra thông điệp mừng Giáng sinh và mâu thuẫn oái oăm cho lời chúc của bà, chúc mọi người hạnh phúc vui vẻ và đầm ấm bên gia đình, thì ngược lại trên khắp các đường phố, mặc dù không còn mạnh như trước nữa nhưng vẫn xảy ra, và cảnh sát chống biểu tình, chống bạo động vẫn tiếp tục phải điều động. Nhiều người cảnh sát không có một ngày Giáng sinh an lành để nghỉ ngơi, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng nói về cái việc mà mua sắm, thì theo Oracle là một cái trang web, họ thực hiện một cái cuộc khảo sát đó, cho thấy là khoảng thời gian một ngày sau Giáng sinh cho đến một ngày sau New Year, thưa quý vị, là khoảng thời gian mà người Hoa Kỳ họ trả đồ về nhiều nhất. Quý vị cũng biết là cái mùa này chúng ta nhận quà rất là nhiều, nhưng mà cái số người mà hài lòng với quà họ nhận được đó không có nhiều, thưa quý vị. Oracle họ khảo sát gần 16.000 người thì đến 77% cho biết là họ sẽ trả đồ, và với 20% số người cho nói là họ trả hơn một nửa số quà họ nhận được, nghĩa là không có happy chút nào hết. Và Oracle họ nói là với các cửa tiệm đó, thưa quý vị, thì là khoảng ngày 28 cho đến ngày 2 tây tháng 1 là nhiều người họ đổ dồn về để mà đi trả đồ nhất. Cho nên là quý vị nếu mà phải đi lái xe đến những cái chỗ đó đó, thì nên nhớ những cái ngày nào, đặc biệt là nhớ mang theo receipt, hoặc là nhớ cái policy của những cái chỗ shopping mall, để mà tránh khi chúng ta lái xe đến đó rồi nhiều khi không trả được, bực tức vân vân. Và cái Oracle họ cũng nói là những cái ngày này cũng là nhiều người họ bực tức nhất, cho nên là bởi vì deadline nhiều nè, rồi có nhiều khi không có nhớ cái policy hay là sao đó, hay là không có lấy được tiền về, cho nên là cái tâm trạng khi mà đi trả đồ những cái ngày này nó cũng bực bội hơn bình thường. Chúng ta nên nhớ để mà tránh. Và đặc biệt là nếu quý vị mua sắm ở trên mạng đó, thì đa số các Amazon hay là Walmart
thì họ cho quý vị đến ngày 31 tây tháng 1, cho nên là quý vị cũng nên nhớ ngày để mà gửi hàng về trả. Và đặc biệt những cái nơi mà có, họ nói rằng cái best return policy đó thì là Bed Bath and Beyond và Bath and Body Works đến 180 ngày, so với tất cả những cái chỗ thường là chỉ có từ 30 cho đến 45 ngày mà thôi. Trong khi đó, một bản tin về ngày Giáng sinh cho thấy theo một cái khảo sát mới về những người già, hơn 7%, tức là con số nó lên tới cả 1 triệu người, thưa quý vị, ở châu Âu vào mùa Giáng sinh này cô đơn. Và cô đơn đến nỗi một phò mã, cựu phò mã chứ, cựu phò mã, yeah, bây giờ chắc là vì cựu phò mã đó. Nhưng mà trước đây là phò mã, ông này là Ari Ben, cũng là một người viết sách nữa, mà có một cái đời sống rất là thoải mái về tài chính, rồi quyền lực cũng còn chứ có phải là không, bởi vì vẫn còn mang cái tiếng là cựu phò mã mà, của Na Uy, thưa quý vị, lấy công chúa Na Uy. Thế nhưng đúng vào ngày Christmas Day, tức là ngày hôm qua thứ tư, cảnh sát đã đến gia đình và gia đình báo cho biết là họ đã tìm thấy ông đã tự tử. Wow. Cái chết này diễn biến như thế nào thì đa phần họ nói trong thời gian qua ông có nhiều điều buồn và không giải quyết được những cái buồn bã đó. Năm nay Ben chỉ mới 47 tuổi thôi. Ôi trẻ phải á. 47 tuổi thôi. Từng lấy bà Martha Louise, đây là bà Martha Louise, con gái lớn nhất của nhà vua Harold đệ ngũ, cũng như là hoàng hậu Soja. Hai người lấy nhau năm 2002, thế nhưng chỉ 4 năm sau thì đã chia tay năm 2016. Ô, 14 năm sau. 2016 thì chia tay, thưa quý vị, cho nên trong suốt thời gian từ 2016 tới giờ phút này, ông Ari Ben đã gặp khó khăn về tìm kiếm một cái nhu cầu về hạnh phúc cho cá nhân mình. Hậu quả là ông đã quyết định tự tử. Nhưng mà bên cạnh cái chết của ông Ari Ben này, đi cùng với cái khảo sát thì họ nói những người già cô đơn mùa Giáng sinh ở tại châu Âu, và con số này cũng có thể so sánh bằng với Mỹ luôn, 7% họ vô cùng cô đơn. Có một người phụ nữ chết ở ngoài lan can của Hà Lan 10 năm trời mà không ai biết hết. Oh wow. Bà cô đơn, bà sống một mình, không có bất cứ một người thân nào hết. Và một ngày vào mùa đông Giáng sinh, bà ra ngoài cửa, xong bà lạnh như thế nào đó, áo quần hom hem, thế là chết ở trên cái lan can của mình. Người đi đường qua lại không ai để ý hết, tưởng bà ngồi hóng mát hay cái gì đó. Mãi cho đến khi có một công nhân họ đến, họ dọn dẹp phía trước cây cối tùm của cái nhà này, họ mới nhìn thấy bà chết ở trong. Mà lạ ghê ha, bà chết trong cái nhà dành cho người già như thế, mà không hiểu tại sao cán sự xã hội rồi chủ nhân của cái khu vực đó không quan tâm. Rồi thư từ của sở xã hội gửi đến như thế nào không ai biết được. Và cái chuyện đó đã xảy ra ở Hà Lan, và nó giống lên cái tiếng chuông báo động về tình trạng của những người hàng xóm quan tâm với nhau. Họ quá tự do đi, cho nên họ nói ô cái chuyện đó của cái người đó không có nên đụng tới. Và vì thế họ cứ dừng dưng cho đến khi tìm thấy cái thi thể của người phụ nữ này. Giờ đây thì có những người người cao niên họ nói trong suốt 20 năm trời qua ông đã trải qua mùa Giáng sinh một mình. 20 năm trời, con cái thì không có, độc thân mà, thưa quý vị. Và họ nói rằng cái tình trạng này ngày nay khi mà người trẻ không còn nghĩ tới cái việc mà lấy chồng lấy vợ, càng ngày càng trễ lại. Quý vị hỏi các em ở Mỹ này, cũng các em cũng cho biết đó, ngay cả những người trong gia đình Việt Nam chúng ta, chúng tôi, con cháu của chúng tôi hỏi tới thì chúng delay, tức là trì hoãn cái việc có bạn trai bạn gái và thậm chí lập gia đình. Họ nói rằng nếu mà có bạn trai, nếu có được bạn trai bạn gái thì họ cũng vui cho cái đời sống độc thân của họ hơn là lập gia đình. Và cái điều đó càng khiến đưa những người này vào trong cái tình trạng cô đơn, khi mà nếu họ còn có gia đình không nói gì, có những người mà không còn gia đình nữa, và đặc biệt là những người ở châu Âu ngày nay.
Dạ vâng, thưa quý vị, cảnh sát ở tại Boston hiện nay họ đang điều tra một cái vụ án đúng vào hôm Christmas là ngày hôm qua. Một phụ nữ và hai đứa trẻ dưới 5 tuổi được tìm thấy chết ở bên trong một cái structure parking, là cái như cái hình quý vị thấy đó. cái này dịch ra sao anh? Cái chỗ kiến trúc đậu xe hả? Dạ. Cái bãi đậu xe. Dạ vâng, cái bãi đậu xe nhiều tầng. Bãi đậu xe nhiều tầng. Dạ vâng. Thưa quý vị, cảnh sát họ nói rằng họ được gọi vào, họ gọi tới cái nơi này đó. Cái khu đậu xe này là thuộc cái trường đại học Northeastern University. Và lúc 1:30 trưa ngày hôm qua thì những người đi đường họ phát hiện là có một người phụ nữ và hai đứa nhỏ không biết làm sao mà nằm mất tỉnh ở ngay cái vệ đường. Thì cảnh sát đến họ đưa vào bệnh viện nhưng mà cả ba đã không có qua khỏi. Và họ cảnh sát họ lần ra được cái chiếc xe của người phụ nữ này đậu ở bên trong cái tầng trên cùng của cái parking structure này, thưa quý vị. Và hai đứa nhỏ này thì được biết là cảnh sát ước chừng là dưới 5 tuổi, là bởi vì cái chiều cao cũng như là cái car seat để bên trong xe. Nhưng mà hiện nay bởi vì có thể là người phụ nữ này với hai đứa nhỏ không có đem theo ID hay gì cả, cho nên là cảnh sát chưa thể chứng thực được là cái mối quan hệ, không biết có phải đây là một người mẹ và hai đứa con hay là không, cảnh sát họ chưa dám khẳng định. Và cái chết của ba người này như thế nào thì cảnh sát cần phải giảo nghiệm tử thi mới biết được. Nhưng mà đặc biệt thưa quý vị là cái parking structure này cũng là cái nơi mà mới cách đây vài tháng, quý vị nhớ là cái cậu sinh viên có cái tên là Alexander Artula, đây là hình cái cậu này, mà vì bị cái cô bạn gái gốc Hàn bully nhiều đến độ mà phải nhảy từ ở trên cao xuống tự tử, thì đây cũng là cùng một cái parking structure luôn, thưa quý vị. Dạ vâng. Và chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bạn tin đáng chú ý ngay sau bản quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.